Hôm nay chia sẻ, trao đổi giá trị, tác giả xuyên thấu nhân tính. Kẻ mạnh thích nói về trao đổi, trong khi kẻ yếu đuối lại rất say mê nói về tình cảm. Bởi vì tình cảm, cái thứ này, nó mơ hồ khó hiểu, nói không thể nói rõ, giải thích lại càng khó giải thích. Nên nó không thể định giá rõ ràng, cũng không thể ký kết chắc chắn, làm cho đầu óc bạn bối rối. Vì vậy, nó dễ dàng qua cảm xúc đạo đức để chiếm lợi thế từ bạn. Thực ra, mọi tình cảm đều sẽ từ chủ nghĩa lãng mạn, dần dần trở thành chủ nghĩa hiện thực. Mọi tình cảm chỉ cần sống chung thời gian dài và gần gũi sẽ xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì giữa người với người không có sự tương đương giá trị hoàn toàn. Luôn có một bên có giá trị cao hơn. Khi cả hai bên đều cảm thấy đối phương không xứng đáng, thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Mối quan hệ nam nữ càng là như vậy. Khi đang trong giai đoạn yêu đương say đắm, cảm thấy rất tuyệt vời, thường xuyên ăn lẩu cay. Nhưng sau một thời gian dài, cả hai bên sẽ trở nên điềm đạm trở lại. Lúc này nguyên tắc tương đương giá trị xuất hiện. Nhưng phải nhớ rằng, cuộc sống luôn là chuyển động. Khi người phụ nữ xuất sắc, sẽ chê bai người đàn ông kiếm tiền ít. Khi người đàn ông xuất sắc, sẽ chê bai người phụ nữ không xinh đẹp. Cả hai bên sẽ suy nghĩ bình tĩnh, tiếp tục ở bên nhau có đáng không? Tại sao tôi lại ở bên người này? Điều thực sự đánh bại mọi mối quan hệ, không phải là ai đã làm sai điều gì, mà là giá trị giữa các bạn không phù hợp. Khi giá trị không phù hợp lâu dài, người ta sẽ không tự giác suy nghĩ ở bên bạn có đáng không. Mặc dù dựa vào tình cảm và kỷ niệm có thể kéo dài một thời gian, nhưng đến giai đoạn sau, chỉ dựa vào kỷ niệm và cảm xúc trước đây là không thể duy trì được. Sau đó sẽ bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Nói trắng ra là người ta không muốn quan tâm bạn, muốn bạn không chịu nổi trước, sau đó khiến bạn chủ động rời đi. Đây là một chiến lược lịch sử, dù sao giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, không làm ầm ĩ, không gà bay chó nhảy. Đây là lựa chọn tốt nhất. Mọi tình cảm đều sẽ trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là trong lãng mạn, sau đó là bắt đầu bình tĩnh trong hiện thực, và cuối cùng, buông bỏ trong lợi ích. Mọi thứ đều sẽ trở về nguyên tắc trao đổi tương đương. Trao đổi tương đương có những khía cạnh sau: ngoại hình, tính cách, nền tảng giáo dục, tiền bạc, địa vị, tư duy và phẩm chất, vân vân. Những thứ này đều có thể dùng để trao đổi. Vì vậy, bạn sẽ thấy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp có thể lấy được người giàu có, bởi vì nhan sắc của cô ấy và tài sản của đối phương có thể trao đổi tương đương. Vậy tại sao nhiều gia đình đến tuổi trung niên sẽ xuất hiện tình trạng khủng hoảng tuổi trung niên? Hoặc là phụ nữ theo tuổi tăng dần, vẻ đẹp họ dùng để trao đổi ngang giá ngày xưa không còn. Hoặc đàn ông gặp khủng hoảng nghề nghiệp, tài sản bị teo tóp, thậm chí nợ nần, tiền bạc họ dùng để trao đổi ngang giá với phụ nữ không còn. Lúc này họ không thể trao đổi ngang giá, hôn nhân sẽ gặp vấn đề. Cho nên, mặc dù tiền không phải vạn năng, nhưng mọi thứ trên thế giới này đều có giá rõ ràng. Bất cứ thứ gì bạn muốn có, đều phải dùng giá trị của mình để trao đổi với đối phương. Trên thế giới này không có người thực sự tốt bẩm sinh. Một người đàn ông bản chất tốt, nhưng khi có tiền lại trở nên xấu. Thực ra tiền không thay đổi bản chất anh ta, mà là khi nghèo, anh ta không có tư bản để trở nên xấu. Một phụ nữ bản chất hiền lành, nhưng khi gặp một người đàn ông giàu có hấp dẫn, cũng dễ dàng bị tha hóa. Nên bạn hãy nhớ, trước khi tìm bạn đời hay bạn bè, bạn nhất định phải tìm ra giá trị duy nhất của mình, rồi không ngừng rèn giũa giá trị đó. Tình yêu đều hướng về người không thiếu tình yêu, tiền đều hướng về người không thiếu tiền. Muốn có được điều gì thì phải xa lánh điều đó. Muốn thu hút người khác thì không nên dành thời gian và tiền cho họ, mà là đầu tư vào chính mình. Muốn kiếm tiền thì đừng nhìn vào tiền, mà hãy làm kinh doanh, học hành, đi ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện sức khỏe. Như tôi đã nói trong video trước, chân lý của thế giới này đều ẩn giấu ở mặt ngược lại. Đại đạo tuy đơn giản nhưng nhàm chán, tà đạo thì sâu thẳm và quyến rũ. Nói tới đây thôi, hẹn gặp lại.